Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi đường dây nóng online được phát sóng trực tiếp từ lúc 9 giờ sáng mỗi ngày trên kênh HKTV. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hỏa hoạn trong đêm khuya khiến 2 người chết và 4 người bị thương. Vĩnh Phúc bất an vì đạn lạc găm trúng người già trẻ nhỏ. Tín hiệu lạc quan cho ngành xuất khẩu gạo vào cuối năm nay khi được dự kiến vượt 400.000 tấn. Thông tin chúng tôi vừa nhận được, khoảng 1 giờ sáng nay, tại căn nhà nằm trong con hẻm trên đường 138, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ bốc lửa nghi ngút, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã lan sang căn phòng bên cạnh. Nghe tiếng kêu cứu, người dân trong hẻm nhanh chóng thức giấc lao tới dập lửa, giải cứu các nạn nhân ra ngoài. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 9 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành dập lửa và khẩn trương công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Vụ cháy đã làm cho bà Phạm Thị Mùi, 63 tuổi, chủ nhà và bé gái 2 tuổi tử vong tại chỗ. Ba người khác bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu, đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Trước khi xảy ra vụ việc, khu vực có cúp điện, đến khi có điện lại được ít phút thì xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Còn tại thị trấn Sapa, Lào Cai, sáng qua, nhiệt độ chỉ khoảng 13 độ C kèm theo mưa phùn khiến cho thời tiết trở lạnh hơn nhiều so với các tỉnh miền xuôi. Tại các xã vùng cao, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận là từ 11 đến 12 độ, khiến ai nấy đều xích xoa. Thế nhưng, theo nhiều khách du lịch, dù trở lạnh đột ngột, nhưng đây là tiết trời lý tưởng để khám phá du lịch và nghỉ dưỡng ở Sapa. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm nay, thời tiết ở vùng cao diễn biến bất thường, có thể đạt ngưỡng rét kỷ lục như năm 2008. Cũng vì vậy, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân chuẩn bị các biện pháp chống rét, chống đói cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là trâu bò, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra. Đường dây nóng online xin được tiếp tục với cụm tin vắn khác đáng chú ý. Thưa quý vị, một vụ tai nạn đã xảy ra gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1 đoạn qua cánh đồng Phước Lộc, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn thì xe tải đang lưu thông theo hướng Nam Bắc. Đến đoạn đường như trên thì đầu xe va vào giải phân cách, khiến xe nằm ngang đường gây ách tắc. Phần đầu xe tải bị hư hỏng, giải phân cách trên quốc lộ cũng bị hất văng chắn ngang đường. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 tối 23 tháng 10 trước cửa nhà số 91B, phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giữa một xe ô tô với 5 phương tiện khác. Sau cú va chạm mạnh khiến cả 5 xe đều hư hỏng nặng, một người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Video đăng tải trên CGTN ghi lại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại bang Himachal Pradesh, Ấn Độ vào hôm 20 tháng 10. Theo đó, trong khi các phương tiện đang lưu thông theo cả hai chiều, cây cầu to bất ngờ gãy gập đôi khiến nhiều ô tô, xe máy rơi thẳng xuống sông. May mắn là chỉ có vài người bị thương sau vụ tai nạn. Người dân ở Vĩnh Phúc đang hoang mang lo lắng, ở trong nhà đóng kín cửa cũng chẳng thể yên tâm vì giữa thời bình mà bất ngờ bị dính đạn lạc. Đã gần một tháng trôi qua từ khi đạn găm trúng ngực, bà Trịnh Thị Lý, 63 tuổi, ở thôn Gia Du, Bình Xuyên vẫn chưa hết sợ hãi. Nhiều lúc đi đường bà giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn. Bà Lý kể vào sáng ngày 4 tháng 10, đang đi lễ chùa cách nhà 500m thì bỗng nhiên bà thấy đau nhói ở ngực rồi máu chảy túa ra ướt áo. Bà Lý bất tỉnh ngay sau đó và được mọi người đưa đi cấp cứu. Bà cho biết lúc bà tỉnh dậy đã thấy mình đau, đang trong bệnh viện và được bác sĩ thông báo là bị đạn găm vào ngực. Đầu đạn đi theo hướng từ trên xuống dưới tạo thành một vết thương dài hơn 2cm, rất may là chỉ ở phần mềm. Một người cạnh nhà bà Lý cho biết thêm, trong lúc đang đứng ở cửa lớp học thì nghe tiếng động lớn như ai đó ném đá vào mái tôn. Vài giây sau, học sinh trong lớp la hét vì một cháu bé bị chảy máu ở đầu. Dấu vết của viên đạn để lại trên mái tôn một lỗ thủng nhỏ có đường kính gần 1cm. Hiện người dân đã báo cho nhà chức trách nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân.
Có thể nói các hiệp sĩ đường phố là khắc tinh của nhiều loại tội phạm. Mỗi khi mà các anh ra tay thì khó mà thoát thân. Trước đó vào trưa ngày 22 tháng 10, nhóm hiệp sĩ thuộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng đi tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa thì phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy không biển số có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hai thanh niên nói trên thấy xe máy dựng trước cửa hàng không người trông coi, người ngồi sau liền nhảy xuống dùng đoạn bẻ khóa lấy trộm xe máy phóng đi. Ngay lập tức, nhóm hiệp sĩ tiến hành truy đuổi hai đối tượng vừa trộm xe máy trên. Trong lúc truy đuổi, các hiệp sĩ bị hai đối tượng trộm xe máy dùng bình xịt hơi cay để chống trả nhằm tẩu thoát. Nhóm hiệp sĩ quyết tâm truy đuổi đến phường Tân Bình thuộc thị xã Dĩ An, Bình Dương thì ép xe máy, bắt được đối tượng trộm xe. Sau nhiều phiên tăng giảm không ổn định khiến nhiều nhà đầu tư e ngại về kênh kim loại quý vàng, sáng nay giá vàng lao dốc xuống mức thấp nhất 2 tuần và xuyên thủng ngưỡng nhạy cảm do đô la Mỹ tăng nhanh lên mức cao nhất trong 3 tháng so với yên Nhật và các thị trường chứng khoán thế giới, trong đó có Mỹ, tăng lên mạnh, lên đỉnh cao kỷ lục mới. Theo các chuyên gia kinh tế, đô la Mỹ tăng do giới đầu tư vẫn đánh cược cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất vào tháng 12. Trong khi đó, những bất ổn địa chính trị trên thế giới như tại Triều Tiên chưa có diễn biến mới. Trên thị trường vàng trong nước, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng ngang bằng so với phiên liền trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nên biết giá vàng SJC ở mức 36.330.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 36.550.000 đồng một lượng. Các giao dịch phát sinh trong ngày chủ yếu là nhu cầu từ phía khách hàng theo nhu cầu cá nhân. Ở khía cạnh khác, các loại trang sức vàng lại là sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều hơn khi mùa cưới đã đến. Trước những tín hiệu khả quan như hợp đồng xuất khẩu gạo tăng đáng kể trong những tháng cuối năm 2017, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã nâng mục tiêu xuất khẩu gạo lên 5 triệu 600.000 tấn thay vì mục tiêu 5 triệu 200.000 tấn trước đó. Đến nay, ngành lúa gạo đã đạt gần 82% kế hoạch. Tạo điều kiện hỗ trợ cho xuất khẩu gạo, mới đây, Bộ Công Thương cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu điều chỉnh giảm dần lượng gạo hàng hóa xuất khẩu nhưng giữ ổn định và tăng giá trị xuất khẩu gạo. Đồng thời sẽ chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp và mang thương hiệu gạo Việt Nam. Điều chỉnh cơ cấu thị trường phù hợp với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu và xu thế diễn biến thị trường gạo thế giới. Thưa quý vị, hình ảnh hiệu trưởng đứng trước cổng trường đón chào học sinh mỗi ngày sẽ là chuyện lạ lẫm với nhiều người, nhưng với những học sinh trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội lại là điều quen thuộc mỗi ngày. Theo phản ánh của học sinh và phụ huynh, đã từ rất lâu, bất kể nắng mưa sớm tối, thầy Nguyễn Quốc Bình, hiệu trưởng nhà trường cũng luôn đứng ở cổng trường đón học sinh vào mỗi buổi sáng và chào dặn dò các em mỗi buổi chiều muộn khi tan học. Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, không chỉ học sinh trường Trung học Phổ thông Việt Đức mà học sinh trường Trung học Phổ thông Dân Chính, đơn vị công tác trước đây của thầy Bình cũng đã được thầy chào đón mỗi ngày ở cổng trường suốt bao năm. Thầy Bình tâm sự, đây là thói quen của tôi nhiều năm nay. Hàng ngày nếu không bận họp hành hay công việc gì, tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian ra cổng trường đứng đón các em. Bằng hành động này, thầy đã khiến nhiều học sinh đôi khi quên không chào người lớn hay thầy cô giáo thay đổi lễ phép hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc đường dây nóng online của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi trong những phút vừa qua. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 9 giờ ngày mai.